Sau đây bóng phong đó khía chặt ngay đi nên khi em đang khmay khmay nón khía tập bê đôi mắt bóng phong cha cứ tập bê nửa đam tay mà đong cha hai là lớn đấy ở bộ dương nón khía riệp trong tập bê đôi lại chấm cam môi nửa chật phú mắt bóng phong cha hai đong nên khi em đang dọn mà thưa bà em chun bóng phong tư sna cha ok ta tới đó khía bạch phong. Ok bông phong tỏ khí nha chào lắm đi liên khiêm là khí mấy nó khí bạch đông ban hay bông phong cực đông của mùi món cha này cực đông xây đông chắc là món mà dân vật bò món á chà à lấy nó cứ dân do tịch thua bằng ai nhằm tỏ khí nha ta ngon mấy cặp mà nè môi mà nè môi mà bông phôi nè, ta dùng cặp do à cặp dây đôi bộ đôi nó chanh mỏng tay xuống đó bông phôi nè, mà bông cặp đó đấy, năm cặp phỉnh ba này là
Chà miền sài bọ bông phôn hai dương miền thâm nhà ná mà sao giật cú miền bờ lấy cỏ xó nâng đồng tôm hết bông phôn chà nấy cứ dương phun giọt tí viết nằm bay ở đã trâu bằng ai dương chà chà là nấy nhưng khi mình chặt đang cắt đốn nằm bay kia cho sai chứ bông phôn tại giờ ở đồng ở bông nó sẽ hả còn ngon nè Wow, tất cả mình tên nóng khó ồn. Nào nhé, chị. Chà. Ui, sạch là mô một bò mỏ. Ui, làm trắng chà. Nhìn chà, hẳn tích bóng khó ồn chà. Nóng bán á. Tại giờ đã dùng cao về tích 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 đó nè. Chốt này nóng lửa. Chà, bóng khó ồn là lợi nếch nhóm chà bắt đám. Thế em sẽ đại dưới, hay nhóm sao dịch cú. Chà, đưa tập khác. Chà, dương thế em tục trao trắng lắm bóng khó ồn. Xem một chuyện. Ok, mong bóng lấy chắc đang phụt đấu. Chà, nhớ có 3 tinh tí chứ mong bóng đã tặng tí chứ. Chà. Mấy có cắt lớn rồi. Nói trong cái tí nó cứ nhập đặt không chứ năng mong bóng phố chà. Thôi bóng phố lấy đi nhóm chắp đam cao đồn. Chà đồn dưỡng cư là mồm và bò mong bóng phố á. Chà tao hỏi chân cho xài đồn chân mắt bóng phố. Nó trong cái tí dưới hay dưới thay tập tiết đó bông phôn. Chà đã tập thay mất vì cái tôn nữa. Chà mà thay. Chà mà thay. Chà thay bàn. Chà bông phôn tập 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 tốt hay là những chặp đau đã sẽ đẩy bỏ trốn. Tại mấy kiệt tích bà tích thất tích đông ngon nữa. Nhưng tốt sẽ bỏ ấy riêng riêng là món trăm dân đã mà sao chị cứu nó thông nhà ná bông bồn. Ok bông bồn là những chắc đông đã thông nhà ná trốn lắm. Tại tôi bị nhóm đã sẽ đẩy bỏ dân hơi là dân đã thông nhà ná trốn. Thế mà nhà này dân riêng là môn cho mỗi sạch bó. Bạn nên không chạp đạm đạm mà sao sẽ cú chấu nâng đồn chấu lắm bông phá ồn. Chà lời ní sạch cho nâng. Thế mà nhà này dân chạp đạm riêng thái nhưng chạp đạm đạm mà sao sẽ cú chấu lắm. Chà mà sao sẽ cú dân chạp đạm cho bông phá ồn. Chà cứ nhóm đạm mà sao sẽ cú mà phụ khách cho nâng chạp đạm đạm sạch đồn chấu lắm. Mà hợp đồn mô hợp. Chà lấy những chặp đạp đã sạch đồn trốn. Chà lấy những cái nhóm đã cực cường hay nhóm chặp đạp đã bỏ trốn. Chà bỏ lấy cái bông ổn hay một con bông tiết. Trong cái những cái nhóm đã có xó. Chà có xó 10 kg bông ổn. Còn bằng ai mà dương chả ấn.
sản phẩm bông phôi để cho chất phải em khăn ai đã lưng nâng tích túi đưa gò mình cho chất phải em thế dương ai cắt thôi chỉ nâng tích đạm bảy khám các bạn đấy bông phôi wow, của bò dân chân hai bông ốm cha cứ bò đồn dân miền sài bó mà sai sự cứu nâng mà nhà ná bông ốm cha cái nồi mà tên cha nè ok bông ốm là lợi nhất của bò đồn miền sống đôi đoan hai cha là lợi nhất cứ của dân anh nhâm đã chan tết cứ nhâm à tập lọt đồn để dân miền bảy mấy cứ dân câu về sáp hai dân liên về sáp hai dân tập tại nhâm bán bông ốm cha lấy một đôi mấy mấy cha hay vậy luôn sạch đồ lắm mà bông ốm cha nhằm bật trái chạm đuôi than chứ mấy mấy nhá à lâu xe hai giờ về mong tính là bông đuôi tị đông đã ơi trộn mùi năm mươi nhưng trộn mùi không nói để mà trộn chuyện đã tị đông ơi sân cô bỏ khối nữa là như vậy anh nhóm mất bông phao mình trà ấp lúc hết mấy mấy cốn trà này phải đông nhóm trà hay dân đặc tị đông bị lừa máu phò vía cùi trong nhà mỏ trà nè mặt đáy hồi chuyện ngon quen nhưng mà ai nè ai hơi một chuyện ai hơi một cái dao được bà nói nó không ăn hành một màn hồi giàu chui đông hay sải dương tốn hay sống khăn cư ở mình nhà ná cư nhưng tôi chẳng nhằm mình tên bác ơn nha bà nói